mùng mền cùng rất nhiều vật quý giá khác. Nhờ vậy mà dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề đều được no ấm an vui. Xem đầy đủ mẫu chuyện này ở quyển 12 của bộ luận này. Vào một thời xa xăm trong quá khứ, Bồ Tát Tư Ma Đề gặp duyên lành thấy được Phật Nhiên Đăng. Bồ Tát bèn đi mua hoa cúng dường Phật. Người con gái bán hoa tên là Tu La Bà không chịu bán. Bồ Tát đành lấy 500 đồng tiền vàng để mua 5 cành hoa. Tu La Bà chỉ nhận bán hoa với điều kiện Bồ Tát phải nhận cưới nàng làm vợ. Vì muốn có được hoa cúng dường Phật nên Bồ Tát đã nhận lời rồi cầm 5 cành hoa đến dâng Phật. Lại nữa, vào một thời xa xăm trong quá khứ, có người con gái của một ông trưởng giả thấy Bồ Tát Diệu Quang có 28 tướng tốt nên đã đem lòng ái kính. Nàng đem chuỗi anh lạc bỏ vào bát của Bồ Tát và nguyện đời đời được làm vợ của Ngài. Người con gái này suốt 250 kiếp tu tập các công đức, rồi về sau lại sanh vào nhà của Dâm Nữ Hỷ Kiến. Hỷ Kiến đặt tên cho nàng là Đức Nữ và nuôi dưỡng nàng ở vườn Liên Hoa. Nàng tỏ ra thông minh xuất chúng. Đến năm 14 tuổi, nàng đã thông hiểu các kiến thức thế gian. Từ nữ công gia chánh, đàn ca, y dược cho đến thơ văn, nàng đều trội hẳn hơn hết thảy các thiếu nữ trong vùng. Lúc bấy giờ có vị thái tử đức chủ, con vua tài chủ, vào vườn dạo chơi, xem hoa, ngắm cảnh. Thái tử có lòng đại từ, đại bi, thương xót chúng sanh, nên các thế nữ ca múa tán thán công đức của thái tử mãi không ngớt. Đức nữ thấy thái tử liền đem lòng ái kính. Nàng nhìn thái tử không chớp mắt, rồi mạnh dạn bước đến trước thái tử, dùng thơ tán thán thái tử và thưa rằng: hết thảy các kiến thức thế gian tôi đều thông hiểu cả, nay tôi nguyện đem thân này hầu hạ bên thái tử. Thái tử hỏi: ngươi là con của ai? Dâm nữ Hỷ Kiến trả lời thay rằng: người con gái này do trời đất sanh ra cùng một lần với thái tử. Nàng chẳng phải do cha mẹ sanh ra mà từ trong hoa sen sanh ra. Nàng có 64 tài nghệ, nào nữ công, gia chánh, đàn ca, y dược, thơ văn. Tất cả các kiến thức thế gian nàng đều thông đạt cả. Nàng lại có tấm lòng trong trắng, biết tàm quý, chẳng có tật đố dị kỷ. Con gái của tôi đủ đức hạnh dung nghi như vậy, nếu thái tử có lòng thương, tôi xin dâng hiến làm vợ thái tử. Thái tử đáp: bà hãy nói với con gái của bà là tôi đã phát bồ đề tâm tu hạnh bố thí, đã ly dục, chẳng còn ái nhiễm nữa. Dù là quốc thành, vợ con, của cải, nếu có ai đến xin, tôi đều sẵn sàng bố thí tất cả. Dẫn đến thân mạng của tôi đây, tôi cũng sẵn sàng bố thí, chẳng hề luyến tiếc. Lại nữa rồi đây, tôi sẽ xuất gia theo Phật, vào tu ở chốn núi rừng xa vắng. Như vậy con gái của bà có bằng lòng không? Đức nữ đáp: xin thái tử cứ an tâm, dù cho lửa địa ngục thiêu đốt thân này, tôi cũng chẳng một lời hối tiếc. Chẳng phải vì lòng dâm dục, chẳng phải vì ham thích vui chơi mà tôi nguyện theo Ngài đâu. Tôi chỉ vì ái kính thân tướng trang nghiêm của Ngài mà xin phò trợ Ngài trên bước đường tu học đạo vô thượng bồ đề của Ngài. Tôi đã thệ nguyện phụng sự người chánh sĩ. Rồi đức nữ nói tiếp: ban đêm tôi nằm mộng thấy Phật Diệu Nhất tọa thiền dưới gốc cây bồ đề, xin Ngài hãy cùng tôi đến đó cúng dường Phật. Thái tử nghe đức nữ nói lời đoan chánh, lại nghe tin Phật xuất thế, hết sức vui mừng, bèn mời đức nữ lên xe cùng đi đến chỗ Phật nghe thuyết pháp. Thái tử vừa nghe xong thời pháp vào được Đà La Ni Môn, còn đức nữ thì được pháp nhãn thanh tịnh. Thái tử bèn lấy 500 cành hoa quý cúng dường Phật.
Về đến cung điện, thái tử tâu với vua cha rằng: chính con đã được tận mắt thấy Đức Phật diệu nhất và được nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua nghe xong, truyền đem các bảo vật, rồi cùng hoàng hậu, các quan đại thần và thần dân đến chỗ Phật để nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua nghe xong, liền được nhất thế pháp Minh Đăng Đà La Ni. Trở về cung, vua quyết định lập thái tử lên ngôi, rồi xuất gia cầu đạo. Đến ngày rằm, thái tử đem 6 bảo vật xin cưới đức nữ và lập hỷ kiến làm bảo nữ. Trong kinh Bất Khả Tư Nghị có nói về các nhân duyên cho thấy các thiện nam, thiện nữ thệ nguyện đời đời được làm cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc của Bồ Tát. Kinh: lúc bấy giờ, hàng chư thiên ở khắp trên các tầng trời, từ cõi trời tứ thiên dương dẫn đến cõi trời sắc cứu cánh đều rất vui mừng và nghĩ rằng: chúng ta phải dùng các phương tiện khiến Bồ Tát ly dục, đồng chân nhập đạo, từ sơ phát tâm dẫn đến khi chứng vô thượng Bồ Đề chẳng hề đắm trước sắc dục. Vì nếu phạm năm dục thì phải sanh làm phạm thiên, chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải là người xuất gia, đoạn dục mới đáng được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải là người không đoạn dục mà được đạo. Luận: hỏi, vì sao chư thiên lại phát nguyện như vậy? Đáp: người thế gian rất khó xả ly năm dục. Dục là thường trói buộc người với gia đình, nhận chìm người trong chốn bùn lầy, khó có hy vọng thoát ra được. Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên tìm các phương tiện khiến Bồ Tát xa lìa được năm dục. Vì sao? Vì có ly dục mới có được trí huệ sáng suốt, mới có thể đồng chân nhập đạo. Nếu bị năm dục đói buộc thì chỉ có thể sanh làm phạm thiên, chẳng sao được đạo vô thượng Bồ Đề. Như lời Phật dạy ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải là người xuất gia đoạn dục mới đáng được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải người không đoạn dục mà được đạo. Bồ Tát từ sơ phát tâm thường đồng chân nhập đạo. Vì sao? Vì sắc dục trói buộc người, khó có thể thoát ra được. Dâm dục là nhân duyên thọ khổ địa ngục trong vô lượng kiếp. Người thọ năm dục thì sanh lên cõi trời cũng rất khó, huống nữa là được vào đạo vô thượng Bồ Đề. Người đồng chơn nhập đạo rất dễ tu các phạm hạnh nên dễ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì có được phạm hạnh mới chẳng còn đắm trước các dục lạc ở thế gian, mới mau thành đạo quả. Dâm dục là chất keo rất khó rời bỏ, lửa dâm thiêu rụi các công đức. Bởi vậy nên trong các giới cấm của hàng xuất gia thì giới cấm dâm dục được nêu lên trước hết vậy. Trường hợp chư thiên dùng các phương tiện giúp Phật ly dục, xuất gia cầu đạo có ghi rõ trong kinh như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là vị thái tử, sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, được phụ vương và mẫu hậu cưng chiều, được bà Gia Du Đà La cùng các cung nữ thương yêu triều mến, lại xa lìa cuộc sống bần cùng đau khổ của thường dân. Trong bối cảnh ấy, thái tử rất khó ly dục nếu chẳng có sự giúp đỡ của chư thiên. Khi thái tử vào chơi ở các cửa thành, chư thiên ở cõi trời Tịnh Cư Thiên quá làm thân người già, người bệnh, người chết, khiến thái tử thấy rõ cảnh vô thường, cảnh khổ đau của thế gian. Vào nửa đêm, chư thiên dẫn thái tử đi quanh cung điện, quan sát các cung nữ ngủ say, thân duỗi thẳng như những thây chết, nước mũi, nước miếng chảy ra dơ bẩn, phấn son quen ố, trông rất xấu xí, ghê tởm. Những cảnh ấy làm cho thái tử thấy rõ thân là ô uế, bất tịnh, đáng nhàm chán. Chư thiên lại còn dàn cảnh các cung nữ ghen tuông, đố kỵ, mắng nhiếc nhau, làm cho thái tử thấy rõ tâm người xấu xa, độc ác, vân vân. Những cảnh tượng mà chư thiên hóa hiện ra trên đây
nhằm giúp thái tử nhàm chán thế gian, xa lìa năm dục, quyết tâm xuất gia cầu đạo. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải sống với cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc thì cũng ly được năm dục chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hoặc có Bồ Tát sống với cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, hoặc có Bồ Tát từ sơ phát tâm dẫn đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề chẳng hề đắm nhiễm sắc dục, hoặc có Bồ Tát phương tiện thọ hưởng năm dục rồi sau đó mới ly dục xuất gia được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận: Có ba hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát thọ hưởng đủ năm dục như người thế gian rồi sau đó mới xả ly năm dục xuất gia được đạo vô thượng Bồ Đề; hạng Bồ Tát từ sơ phát tâm đã đoạn trừ dâm dục, có đại công đức kiên cố cho đến khi thành Phật. Hai hạng Bồ Tát nêu trên đây có thể tùy trường hợp, hoặc là pháp thân Bồ Tát, hoặc là nhục thân Bồ Tát, hoặc chưa xả ly năm dục, hoặc đã xả ly năm dục. Hạng pháp thân Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn trú trong sáu thần thông. Hạng Bồ Tát này vì giáo hóa chúng sanh mà cùng chúng sanh sống chung để nhiếp thủ họ, nhằm đem lại lợi ích cho họ. Các ngài tùy trường hợp, hoặc thị hiện làm chuyển luân thánh dương, hoặc làm trưởng giả, vân vân, dùng các thân khác nhau để nói pháp, dùng mọi phương tiện độ thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi. Kinh: Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ví như nhà quyển thuật dùng các đệ tử khéo làm ra các quyển pháp, khéo làm ra cảnh năm dục, rồi đồng vui chơi với nhau trong cảnh dục lạc đó. Ý ông nghĩ sao? Hành động như vậy có phải là chìm đắm trong cảnh dục chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng các lực phương tiện hóa tác ra cảnh năm dục để vui chơi nhằm hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. Bồ Tát chẳng có đắm chấp năm dục, nhưng nguyện ở trong cảnh dục lạc để dùng làm các phương tiện nhân duyên chê bai năm dục, như nói: Năm dục là lửa thiêu đốt thân tâm, năm dục là xấu xa, năm dục là phá hoại, năm dục là oan gia, vân vân. Phải biết như vậy là Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ năm dục để dùng làm phương tiện tiêu trừ năm dục. Luận: Hỏi: Thí dụ nêu trong đoạn kinh trên đây nói về hạng Bồ Tát nào? Đáp: Trong ba hạng Bồ Tát thì hạng thứ nhất không đoạn dâm dục, hạng thứ hai đoạn dâm dục và tu tịnh hạnh, hạng thứ ba cũng thọ dâm dục, cũng tu tịnh hạnh mà người thế gian chẳng thể biết được. Phật dùng thí dụ trên đây để nói riêng về hạng Bồ Tát thứ ba này. Hỏi: Vì sao chẳng dùng cảnh mộng để giáo hóa chúng sanh mà lại dùng các dụ như trên đây? Đáp: Cảnh mộng chẳng có nhiếp về năm tình, chỉ do nội tâm ức tưởng mà sinh ra. Đối với người mê muội, phải dùng năm tình để cho họ thấy rõ vô thường, biết rõ lỗi lầm của mình, có như vậy thì tâm họ mới được giải. Người thế gian ở trong năm tình mà chẳng biết năm tình là khổ, chỉ có một số ít người biết được như vậy mà thôi. Phật vì muốn độ những chúng sanh có thể độ được mới dùng dụ về quyển thuật, quyển pháp, quyển vật để cho mọi người thế gian dễ nhận thấy rằng các phương tiện độ sanh của Bồ Tát thật là hy hữu. Nhờ vậy họ sẽ hoan hỷ tính thọ, tránh cho họ các tội kiêu mạn, phỉ báng, vân vân. Cũng như nhà quyển thuật hóa tác ra các quyển pháp, Bồ Tát dùng lực thần thông ở trong chúng sanh hóa tác ra năm dục để cùng vui với họ trong cảnh dục lạc, nhằm hóa độ họ. Vì sao? Vì chúng sanh có hai hạng: hạng xuất gia, hạng tại gia. Đối với hạng xuất gia thì phải thị hiện thân Thanh Văn Bích Chi Phật để hóa độ họ. Đối với hạng tại gia thì dạy họ tu thiện đạo, sống chung với họ, cùng chia sẻ dục lạc với họ
mà phương tiện giáo hóa họ. Hỏi: làm sao Bồ Tát ở trong năm dục mà có thể hóa độ được chúng sanh? Đáp: Bồ Tát ở trong năm dục dùng các nhân duyên phá hủy năm dục, cho chúng sanh thấy rõ năm dục là lửa thiêu đốt, là vô thường, là tán hoại, là uế tác, là đầy dẫy ba độc, vân vân. Lửa dục thiêu đốt thân tâm, hủy diệt các thiện căn công đức. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị A-la-hán đều đã ly dục. Xem người đắm chấp năm dục như chó gặm xương, ăn đồ dơ bẩn, thật đáng thương xót. Người đắm chấp năm dục thả tâm rong ruổi theo các lạc thú ở đời, chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ, nên bị chư thiên ruồng bỏ. Dục là oan gia, làm mất thiện căn của người, là phường giả nhân giả nghĩa, bên ngoài giả vờ thân thiện mà bên trong rất tâm hại người. Vì sao? Vì năm dục đoạn huệ mạng của người, phá hoại các thiện hạnh và các công đức. Người sa vào lưới dục ví như cá mắc câu, như chim sa lưới, như nai kẹt bẫy, như con phù du bị đèn thiêu cháy. Nói tóm lại, năm dục là phường quan gia đẩy chúng sanh vào ba đường ác, chẳng những chỉ trong một đời mà kéo dài mãi đến vô lượng kiếp về sau, khiến phải thọ vô lượng khổ đau. Kinh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy mình là Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy mình tu Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy mình chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát, danh tự Bồ Tát là tự tánh không. Trong không chẳng có sắc, chẳng có thọ, chẳng có hành, chẳng có thức. Lại nữa, ly sắc cũng chẳng có không, dẫn đến ly thọ tưởng hành thức cũng chẳng có không. Sắc tức là không, và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức là không, và không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì Bồ Đề chỉ có ở nơi danh tự, Bồ Tát chỉ có ở nơi danh tự, nên đều là không. Vì sao? Vì thật tánh của hết thảy các pháp vốn chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy sanh, cũng chẳng thấy diệt, chẳng thấy cấu, cũng chẳng thấy tịnh. Vì sao? Vì danh tự cũng do duyên hòa hợp mà có, chỉ do phân biệt, ức tưởng mà các pháp giả danh được diễn bày vậy thôi. Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có danh pháp, và vì chẳng thấy có danh pháp nên chẳng có chấp trước. Luận hỏi: do nhân duyên gì mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật như vậy? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất đã được nghe Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật, nên sanh tâm hoan hỷ, nhất tâm tôn kính Bát Nhã Ba La Mật, nên tự ý hỏi Phật để được Phật giảng sâu rộng hơn nữa. Sở dĩ Ngài hỏi Phật Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào là vì Ngài thiết tha muốn được Phật chỉ dạy cách tu tập Bát Nhã Ba La Mật để noi theo, cũng như người bệnh muốn thầy thuốc